Nhân xin chào cô chú anh chị nha. Cái video này thì Nhân làm để chia sẻ một chút xíu về tình hình của các từng phú sinh mình nha. Phú sinh thì nó cũng như như tất cả những dự án khác nha chú anh chị. Nói chung giải đâu cũng vậy. Thì hiện tại là đất đai thì nó đang đứng rồi. Nhưng như bây giờ thì bên bên chứng khoán nào này kia đó gọi thì tư vấn, nên bây giờ mua chứng khoán này cho chắc ăn, cái bất động sản giờ chết chắc rồi. Còn ngược lại thì mấy ông bất động sản thì tư vấn đó, bây giờ là đáy đó, bắt đáy của bất động sản sướng, quá rẻ, mua được lựa chọn, mua được giá rẻ. Còn bây giờ mấy ông đầu tư chứng khoán giờ chết, còn gửi ngân hàng thì cũng sợ, nó sợ ngân hàng phá sản. Đó, giờ mua tới bảo hiểm, nói chung bây giờ thời điểm này cái gì cũng chết hết chú chị, cái gì cũng chết, mấy ông chết chung. Mà ông này thì nói xấu ông kia nói xấu ông nọ, nhưng mà thực tế giờ tình hình chung rồi, đứng chung hết. Giống như cái bất động sản thì mấy chỗ khác thì Nhân không rành, nhưng mà ví dụ riêng đất Đức Hòa, nhà đất ở Đức Hòa Long An thì hiện tại nó đang đứng. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm mà mình gọi là nó tầm cái phân khúc tầm trung ấy, giá rẻ thì hiện tại nó cũng đang ổn, nó đang ổn. Ví dụ như đất ngoài như vậy, đất ngoài mà bây giờ mà ai mà ôm mà gọi là đất lớn ấy, thì hầu như là lỗ rất là nhiều, đất càng lớn là càng lỗ, nó vậy đó. Thời điểm trước thì dù mình ôm mà đất sốt á, mình ôm mà đất càng lớn thì càng ngon. Tại vì ví dụ như mình mua 1.000, 2.000 mét vuông á, mà nó nhích lên khoảng chừng 500.000 tới 1 triệu mét thôi là mình ngon rồi. Ví dụ 1.000 mét vuông mà giờ nhích lên nhẹ hơn 1 triệu bạc thôi là mình có kiếm được 1 tỷ rồi, kiểu nó vậy. Thì thời nào thì điểm đó. Đó. Còn bây giờ thì ngược lại, nó đất càng lớn thì cái giá trị nó tổng giá trị nó nhiều. Nên đâm ra là khi mà bán lại thì nó khó. Thì Nhân nói ở đây là đối với những người ta kẹt tiền thôi nha. Giống như nó có một cái lô, Nhân nói thật sự bây giờ mà cô chú chị nào mà có tiền mua cái lô này là gọi là đỉnh của chóp luôn, kiếm hơi vài tỷ. Hồi đặt sốt á thì kêu là nó tổng diện tích nó 3.000 mấy, cô chú chị 3.000 mấy mét, mà trong đó nó có được có mấy trăm thổ cư thôi, thì còn lại là đất lúa. Nhưng mà xây xưởng này kia thì nó ok được, nó nằm ngay chân kế bệnh viện Xuyên Á đó. Thì thời điểm sốt là bên chủ kêu là 15 tỷ nha. Mà thời điểm hiện tại bây giờ trong năm là giảm xuống còn có 10 tỷ, mà hiện tại bây giờ giảm xuống thêm 1 tỷ nó còn có 8 tỷ, là 9 tỷ, tức là nó rơi vào khoảng 6 tỷ, nó rẻ hơn được 6 tỷ so với đợt sốt. Lúc mà kêu 15 tỷ đó thì có người trả là 13 tỷ rồi mà không bán đó, để tới bây giờ là coi như là còn hạ xuống còn 9 tỷ, nhưng mà hiện tại bán vẫn chưa được. Thì tính ra là nó chỉ có tầm khoảng chưa tới 3 triệu mét vuông, mà cái đất nó thuộc của thị trấn Hậu Nghĩa luôn, nó thuộc của thị trấn luôn nha, là đất ở đô thị mà vậy đó. Nói chung là bây giờ thì chung rồi. Còn ví dụ mình nói về dự án á, thì như chú chị biết á, bây giờ là đối với những dự án khác, cái này không phải là nói xấu mà nói thực tế cũng vậy, đối với những dự án khác mà nó đã từng gọi là sốt ảo đó, thì phải nói là thời điểm này là còn mà chết chắc. Sốt ảo tức là cái dự án thì nó có, nói chung đường xá này kia, hạ tầng này kia nó cũng làm rồi, nhưng mà dân về ở thì hầu như không có đó, dân không có rồi tiện ích rồi này kia nó cũng có gì hết trơn đó. Rồi mấy cái dự án nó mời là sốt mà nó ảo tới mức độ là ví dụ như mình đang ở cái ngưỡng nó 5 triệu mét vuông, mà nó đùng một cái là trong vòng mấy tháng trời nó lên khoảng 10 triệu, đó, 11-12 triệu luôn, thậm chí vậy, tức là nó lên khoảng 6-7%, rất kinh khủng. Thì những cái dự án đó bây giờ Nhân nói thật sự là
nếu mà bán là bán lỗ, bán lỗ mà lỗ lỗ sấp mặt luôn, tức là bây giờ lỗ khoảng 50%, lỗ 50% rất là kinh khủng của chú chị. Tức là ví dụ bây giờ mình mua 1 tỷ, bây giờ còn khoảng 500 triệu thôi, nhưng mà rao bán ai mua, nó kiểu nó vậy. Còn đối với những cái dự án mà nhà dân cư nó đông, dân cư nó đông thì chẳng hạn như bây giờ ở dưới dưới mình á, ở dưới Đức Hòa Long An mình á, thì cái mé bên Mỹ Hạnh Nam bên Bắc này kia thì nó có cũng được một số dự án của Trần Anh với lại của bên Cát Tường, thì nói chung nó cũng còn khá là ổn, nó cũng giảm giá của chúng chị, bắt buộc phải giảm thôi, nhưng mà nó không có đáng kể, tại vì là tiện ích nó có. Thứ hai là người dân ở cũng khá là đông rồi. Thứ ba giấy tờ sổ sách thì nó ngon lành ok hết rồi, cho nên là bây giờ nó cũng giảm nhưng mà không tới nổi. Ví dụ như là bên Trần Anh thì những cái thời điểm mà đợt sốt năm rồi á, thì những cái lô mà năm 20 này kia nó tầm khoảng 1.6, 1.7, 1.8, nó tùy vị trí. À, rồi giống như Phú Sinh mình cũng vậy, nó năm 20 thì nó rơi vào rẻ nhất thì nó rơi vào cũng khoảng 1.7 tỷ, nó 1.7 tỷ, còn những vị trí đẹp thì nó lên tới 20-30 triệu một vuông, nó kiểu nó như vậy. Nhưng mà so với thời điểm này thì bây giờ nó cũng tụt xuống, nó rơi vào tầm khoảng giống như hổng rài nhân có quay cũng khá là nhiều, những cái lô mà 5 x 20 cho quý chúng chị mình tham khảo thì nó rơi vào tầm khoảng 15 triệu mét vuông, 15 triệu, nó chỗ đẹp thì 16, chỗ đẹp hơn nữa 17, thì tính ra là nó cũng sẽ tụt cái giá so với cái đợt sốt, là nó rơi vào tầm khoảng 20-25 trăm, nhưng mà 20-25 trăm thì so với những cái dự án khác thì nó vẫn đỡ hơn phần nữa nha. Và cái quan trọng là vẫn cái giao dịch, nó hay ở cái chỗ là vẫn cái giao dịch. Có một số những cái nền thì có thể là mình gọi là nó ngợp hơn nữa, ngợp hơn như vậy nữa. Cái hàng như mới bỏng thì có khách gửi nhân là 1.5 x 20 á, tỷ gửi 50, nhưng mà cuối cùng thì nhân chưa có khách, nhưng mà mấy bạn kia có khách, mấy bạn làm giá được, nó đạp giá xuống thì nó còn có 1.4 tỷ 80 thôi. Đó, tức là nhân thấy là 1.5 tỷ là nhân thấy khá là ok rồi, nhưng mà cuối cùng là xuống còn có 1.4 tỷ 80 thôi. 1.4 tỷ 80 là bao cò giấy cho mấy bạn kia. Đó, tức là nó chưa tới 15 triệu mét vuông. Thì đối với những cái nền đó cô chú vậy, mình nói lỗ thì mình nói cái dạng như cho nó đúng thôi, cho nó đúng là nó lỗ so với thị trường thôi, chứ thực chất thì đối với cái chủ đất người ta cũng chẳng có lỗ. Chẳng có lỗ là lý do là khi mà người ta mua đó, nó chỉ có rơi vào tầm khoảng 12 triệu mét vuông thôi. Đó, nó rơi vào tầm khoảng 12 triệu một mét vuông. Thì tới cái thời điểm gọi là đỉnh của những cái đợt sốt thì nó lên tới 20-21 triệu, thì như Nhân nói lúc nãy đó. Thì ví dụ như nếu mà người ta bán thì người ta lời rất là nhiều. Nó thời điểm đó người ta bán thì bây giờ bán 2 tỷ thôi, người ta cũng lời 800. Đó, 21-22 thì lời được tỷ, kiểu như vậy. Nhưng mà trong cái lúc đó thì cái kinh tế nó ổn, kinh tế nó ổn định và làm ăn nó dễ. Làm ăn làm cái gì nó cũng dễ, làm cái gì nó cũng có tiền hết trơn. Đâm ra thì có đất đó nhưng mà đâu có bán làm cái gì. Mà quan trọng với mình bán, mình đem cái tiền về mình làm cái gì. Và thứ hai nữa là khi mà mình bán rồi á, mình có mua lại được hay không, đúng không ạ? Thì cái thời điểm cho nên là cái lý do người ta không bán. Còn cái thời điểm này bây giờ đó, kinh tế thì nó xuống, làm ăn thì khó khăn, thì bắt buộc là phải nợ nần này kia, hoặc là trả lãi ngân hàng này kia, hoặc là lấy hàng, lấy nguồn hàng gì đó. Đó thì người ta phải bán đổ bán tháo để mà người ta có vốn người ta làm ăn cái khác, đúng không ạ? Thì khi mà ta làm ăn cái khác thì tức là đối với những cái người á mà người ta có cái nhu cầu đó thì người ta mới bán thôi. Chứ còn bây giờ nó thực chất là có những khách hàng giống như trong cái khu của mình giờ nó 7.000 nền, hơn 7.000 nền, tức là ví dụ như có những người ta mua 2 nền 3 nền chẳng hạn như vậy, thì bây giờ mình tính trung quy đi, nó cũng rơi vào tầm khoảng cho 6.000 khách hàng, đúng không ạ? 6.000 khách hàng, nhưng mà bây giờ đâu phải ai cũng ngợp, đâu phải ai cũng cần tiền, đâu phải ai cũng bán đâu, nó đâu được có nhiều nền đâu. Thì khi mà hổng rài mà buôn bán thì tính ra là nếu mình nói về cái giao dịch đó thì so với năm rồi thì nó quá ít rồi,
cái đó là không bàn cãi nữa, nó cực kỳ ít luôn chứ không phải ít nữa. Ví dụ như là nhà năm rồi mà nếu mà tầm này là nó đang sốt rồi, đang sốt, không có cái thời gian mà ở không mà ngồi nói chuyện chia sẻ với chú chị gì đâu, nó không có thời gian đâu. Thì một tháng là anh em giao dịch là thằng nào mà bèo á, bèo nhất là cũng khoảng chục nền như vậy. Còn những anh em mà giỏi hơn, siêng năng hơn thì bán nhiều khi 20 nền, 30 nền, tức là nhiều khi mình nói là một ngày bán một nền, nó có những ngày bán 3-4 nền, nhưng mà mình chia đều ra thì một ngày có thể lên tới một nền, là một tháng là 30 nền, là cô chú chị mình nghĩ nó mức độ kinh khủng như thế nào. Nhưng mà trong thời điểm này thì nếu mà tính từ Tết tới giờ luôn thì giao dịch nó rơi vào tầm khoảng, nếu mà trong đây là theo nhân biết là nó rơi vào tầm khoảng chừng 30 nền chứ không nhiều, khoảng 30 nền đó. Và 30 nền đó là hầu như là những cái nền gọi là những cái nền ngọt, đúng gọi là ngọt luôn đó. Thì ví dụ như là trong cái trường hợp như thế này thì có nhiều cô chú anh chị á, là cũng nói với Nhân là cái giá thì biết là nó đã hạ rồi, biết nó đã xuống rồi, nhưng mà thấy nó chưa có xứng đáng chưa xứng đáng, tức là phải đợi ngọt thêm nữa. Đó là giống như Nhân nói hồi nãy, là giống như theo những khu khác là nó phải lỗ tầm 50%, kiểu vậy đó thì người ta mới xuống tiền. Thì Nhân nói thật chất đó, ví dụ như ở đâu thì Nhân không biết, nhưng mà riêng ở trong đây á, thì nói như thế này nè, những anh em môi giới, những anh em đầu tư, những anh em mà sinh sống ở trong đây thì mình tạm gọi là người ta thì dân trong đây và người ta đầu tư trong đây luôn đó. Thì đúng thật sự là sẽ có những cái lúc có những cái nền nó ngọt kinh khủng đó, nhưng mà nó không lọt ra ngoài. Nói thật sự là nó không lọt ra ngoài, tức là nếu mà nó có lọt qua ngoài đi chăng nữa, nó cũng phải qua một cái tay ở trong đây. Tại vì trong đây khi mà mua bán, anh em môi giới, anh em đầu tư, họ có một cái group gọi là group phú sinh, thì trong đó nó tầm khoảng 100 người đó. Thì có một cái hàng gì đó thôn, hoặc là có một cái hàng gì đó mà nó rục rịch, cái là nó nằm ở trong cái nhóm đó trước rồi. Thì khi mà nó nằm ở trong nhóm đó thì là cô chú anh chị mình nghĩ coi nó có thoát nổi hay không đó. Cả trăm anh em, hơn trăm anh em môi giới có, nhà đầu tư có, thì người ta thấy ngon là người ta lộng trước đó. Tại vì bây giờ tiền người ta có sẵn mà, người ta lộng trước xong giờ có khách thì người ta bán lại đó, cái kiểu như vậy. Cho nên đâm ra là khi mà lọt ra tới ngoài tay khách hàng thì cái giá là nó cũng sẽ ngọt, nhưng mà nó không có tới mức độ mà gọi là ngon đó. Tại vì ngon là có người khác ăn trước rồi, nó khó tới lượt mình lắm. Còn ví dụ bây giờ khi mà mình nói là mình đợi cho nó xuống nữa thì mình mua, nó sẽ có hai hướng, có hai hướng của chúng chị. Cái hướng là có thể là sẽ ngọt nữa, nếu mà tình hình như thế này thì ngọt nữa, và cũng có thể là nó bình ổn, hoặc là cũng có thể là nó tăng. Nhưng mà Nhân xin nhấn mạnh là một lần nữa là mình ngọt nhưng mà tới với cái mức độ vừa phải thôi. Còn ví dụ mình ngọt để mà ngon ăn thì Nhân khẳng định là một lần nữa là nó không khó của chúng chị, nó không có, nó không kịp đâu. Thì còn ví dụ như mà bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất đó là cô chú anh chị mình đó, bây giờ là mình cứ kết bạn làm quen với mấy anh chị môi giới trong đây, là dặn trước rồi bây giờ là có cái hàng vậy đó thì báo cho anh chị đó, báo cho anh chị là được là anh chị công chứng ngay, cái kiểu như vậy thì quả mai là sẽ có đó. Nhưng mà Nhân nói rất là hiếm, nhưng mà sẽ có. Giống như hồi sáng nay có một nền gọi là đẹp, tạm gọi là đẹp. Và thứ hai nữa là nếu mình so về cái giá là nó chưa có lọt ra ngoài, nó chỉ có tới có một hai tay bạn môi giới thôi. Thì cái bạn môi giới này là chỗ anh em của Nhân, cho nên là mấy bạn thông báo 4 x 20 sạch đẹp, không lỗi phong thủy, mà nó chỉ có 1.1 tỷ thôi. Nha, mới có 1.1 tỷ thôi. Thì có cái nguồn hàng đó là bạn thông báo liền cho khách hàng, tức là khách hàng mà quen thân thiết cũ đó, người ta dặn trước vậy đó, thông báo là có nền vậy, à rồi mới vừa thông báo xong là chạy xuống coi
coi xong là đặt cọc là gọi là mua bán, mua luôn chứ không có đặt cọc nữa. Nó kiểu như vậy đó chú chị. Thì cái lô mà 420 đó trong cái thời điểm mà nó sốt á thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 450, bây giờ còn 1 tỷ 1 thôi, tức là nó hạ khoảng 350 triệu. Nhưng mà mình nghe nói là 4 × 20 là nó 80 mét vuông, là trong khi đó cái giá nó 1 tỷ 1 à. Thì đối với nhân ở trong nghề và nhân ở trong đây, cho nên là nhân nghe cũng rất là kinh khủng thật sự. Được, ví dụ như mà nếu mà nhân có tiền nhân cũng mua, tại vì đơn giản luôn chú chị, những cái lô 4 × 13, 4 × 14, 4 × 15 nó hoặc là 4 × 16 thì bây giờ nó nằm ở cái ngưỡng là hầu như là nó phải 1 tỷ 1 tỷ 50 hoặc 1 tỷ 1, đúng không ạ? Nó nằm ở cái ngưỡng đó rồi. Nhưng mà trong khi đó là cái lô này là nó 4 × 20 mà nó có 1 tỷ 1 thôi, thì thử hỏi là người ta có mua hay không. Nó bắt buộc là phải mua nếu như mà có nhu cầu mua ở hoặc là đầu tư hoặc là gì đó, nó nghe cái giá đó là phải mua liền, không thể nào không mua, đúng không ạ? Thì cái nền đó là cũng thật sự là khách quá kẹt rồi. Nhưng mà cái khách đó là họ mua lâu rồi, họ mua hồi trong sổ là nó 2019, thì cái lúc đó là nó rơi vào tầm khoảng 880 thôi chú chị. Đó, 880 thôi. Thì bây giờ là khi mà họ bán là họ vẫn có lời, thẳng nó vẫn có lời. Nhưng mà lời sau cái thời điểm này thôi, chứ còn ví dụ mà thời điểm sốt thì kiếm thêm 350 nữa. Cái một. Đó, câu chuyện nó như vậy. Cần ví dụ như để mình cũng mong chờ, nói chung là tất cả những cái người, những cái anh chị cô chú mà đầu tư cũng như là những anh em môi giới thì lúc nào cũng mong muốn cho cái thị trường nó tốt, nó mong muốn cho giao dịch nó nhiều và giá cả thì nó lên nhiều, không cần nhiều đâu, nhưng mà nó lên đều là được. Kể như vậy thì nó sẽ gọi là trang hòa, ai cũng sống được, ai cũng sống được hết, thì lúc đó là cái gì nó cũng vui vẻ, cái gì nó cũng suôn sẻ. Chứ không ai mà muốn cái giá đất đi xuống thôi. Chỉ có những người là giống như nãy nhân nói là bên chứng khoán hoặc là bên này bên kia vậy đó, bên đầu tư những cái kênh khác thì người ta mong bất động sản xuống đây chia để họ nhảy qua họ đầu tư mấy cái kia. Nó kiểu như không có đó mấy bạn ơi. Đó, khi mà bất động sản xuống rồi thì cái gì cũng xuống đều hết. Đó, tại vì bất động sản thì nó dính tới mấy chục cái ngành nghề, nó liên quan tới nhau. Khi mà kinh tế mà xuống thì bất động sản xuống, đúng nó xuống đầu tiên, nhưng mà mấy cái kia cũng đi theo thôi, chứ còn để mà làm ăn được không có đâu, khó lắm. Nói cái câu chuyện như vậy. Còn với lại một số những cái khách hàng mà tầm với cái tài chính của người ta, thật sự người ta tha thiết, người ta rất muốn mua được một miếng đất, mua một cái căn nhà, nhưng mà cái giá thì giống như nói là cái giá ảo, nó tăng mà nó tăng vọt, mà nó tăng kia bằng một cách gọi là phi mã và một cách vô lý, đúng không? Cái đầu người ta nó tức, gọi là gan tức ảo đó, nó tức quá, người ta mua không được, cái đầu tối ngày cứ cầu cho bất động sản cho nó sập, cho chết hết, đúng thật sự khi mà sập là sẽ chết, đó, nhưng mà chết thì chết nhưng mà cũng vẫn có người sống, đúng không ạ? Thì như nhân nói lúc nãy, bây giờ vẫn có giao dịch nhưng mà nó ít thôi, chứ không phải là chết là chết hết. Còn ví dụ bây giờ có nhiều cô chú anh chị bây giờ là người ta hỏi cái giá đó, hỏi thăm dò cái giá, tức là người ta có đất đó, thì ta hỏi bây giờ cái giá thị trường giờ sao, buôn bán có được không, thì nhân cũng nói thẳng luôn là bây giờ là thật sự là cái giá nó xuống rất là nhiều và buôn bán cũng rất là khó. Thì người ta nói một câu thôi, vui vẻ đôi bên thôi. Thì ví dụ vậy, cô chú chị hỏi vậy thôi, đúng không? Chị hỏi vậy thôi, tham khảo thôi, chứ thật chất là cũng đâu có nhu cầu bán đâu, nó bán lấy tiền làm gì, đúng không ạ? Sao bây giờ giá nó xuống quá thì thôi cứ để nó thôi, thì cái đất nó cũng của mình, cái tài sản nó cũng của mình, có ai lấy được đâu rồi nó cũng có mất đâu, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có đúng thật sự là tội cho những cái khách hàng, những cái chú anh chị mà mua nhưng mà gọi là mình vay ngân hàng á. Vay ngân hàng thì trong cái thời điểm giống như năm rồi,
năm rồi đó, khi mà mình mua mình vay ngân hàng là cái thứ nhất là mình phải đóng lãi nè đó, phải đóng lãi. Và cái thứ hai nữa, trong cái năm nay á, thì cái lãi suất nó vô tình nó lại tăng lên, đúng là nó tăng lên là đã thấy chết rồi, thấy đuối rồi. Là giống như ngày xưa là mình dự định ở trong đầu của mình là thôi bây giờ là làm cả gia đình, ăn uống chi tiêu này kia là còn dư lại một tháng nó khoảng tầm 10 triệu rồi góp ngân hàng thì nó tuyệt vời kiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà nó tăng lên, nó tăng lên là thứ nhất là đã chết rồi, không có đủ tiền đóng rồi, và thứ hai nó thêm cái kinh tế mà nó khó khăn nữa, đi làm không có tiền nữa. Thì có những cái khách hàng, những cái chú anh chị vậy là phải bắt buộc là phải bán đổ bán tháo đó, bán đổ bán tháo. Nhưng mà giờ khi mà nhân nói là ví dụ như mình mua những cái thời điểm mà nó trước đó nữa thì mình mua với cái giá rẻ thì nó còn ok, còn cái lúc mà mình mua mà vào cái thời điểm mà nó đỉnh điểm thì đúng thật sự là quá chua chát, nó thật sự quá chua chát luôn. Trong cái năm nay anh chú chị, cái năm nay thì đối với những cái chuyên gia bất động sản thì khi mà người ta dự đoán đó là nó sẽ hết năm nay, và thậm chí nha là nó còn có thể là lọt qua năm sau nữa, thì bất động sản nó mới ổn định lại, gọi là ổn định thôi, chứ còn sốt thì nó cũng hơi khó kiểu như vậy. Nhưng mà còn có dùng theo nhân và tức là lúc nào cũng vậy, khi mình làm một cái ngành nghề nào cũng vậy đó, nó lúc nào nó cũng sẽ có hai chiều hướng. Một bên là người ta sẽ tiên đoán dự đoán là xấu, còn một bên là dự đoán tiên đoán là sẽ là tốt. Thì ai đúng ai sai thì chỉ có thời gian thôi, chỉ có thời gian là mới trả lời, mới là cái câu trả lời chính xác nhất. Thì đó mình đợi thôi. Tại thường thường là khi mà người ta nói mua bất động sản nhà đất này kia đó là nó sẽ có một cái chu kỳ là nó tầm 5 tới 7 năm thì nó sẽ có một cái thời gian nó đứng, rồi nó sẽ sốt lại, xong rồi đứng nó sốt lại. Nó đúng thật sự, nó có một cái chu kỳ. Thì cái chu kỳ đó là không phải là nó do bất động sản, mà nó do kinh tế, do tiền tệ, do những cái gọi là vĩ mô khác, nó làm ảnh hưởng tới bất động sản, tới kinh tế chung thôi. Nó chứ không phải là cái thằng bất động sản là nó đứng hay là nó lên là nó tự quyết định được, không phải đâu. Đó. Còn nếu mà nó tự quyết định được, cũng như là theo nhân đoán, ví dụ theo những cái người mà người ta chuyên về bất động sản của cái vùng Tây Nam Bộ đó, thì đúng là cái chu kỳ thì năm nay là đúng, nó phải đứng rồi đó. Nhưng mà để mà đứng lâu thì cũng hên xui, có thể là nó sẽ hết năm nay và năm sau nó vượt dậy ở cái lý do là giống như cái riêng cái về cái phần Đức Hòa của mình á. Đức Hòa của mình á thì 90% là tới năm 2015 là có thể là lên thành phố Đức Hòa rồi. Thì cái đó là nó sẽ là một cái trận gọi là sốt đất và là liên hoàn. Đó, liên hoàn, tại vì là nếu mà Đức Hòa mà lên thành phố thì Mỹ Nam, Mỹ Bắc này kia là những cái huyện mà nó giáp ranh với cái thành phố Đức Hòa thì nó sẽ được lên phường, thì cái giá đất nó sẽ lên được một bậc đó, nhưng đảm bảo. Và cái thứ hai bây giờ là những cái khu công nghiệp nó đang đổ về đây khá là nhiều, không phải đổ mà những cái khu công nghiệp nó đã có sẵn rồi, và những cái doanh nghiệp họ đổ về đây rất là nhiều. Giống như bây giờ là nó có cái khu công nghiệp hồi trước nó là khu công nghiệp Xuyên Á đó các chú chị. Xuyên Á thì nó của chủ đầu tư là Ngọc Phong, thì bây giờ đã bán lại đây, bán lại cho một cái chủ đầu tư khác, thì bây giờ nó đang phát triển khu công nghiệp Xuyên Á đó. Thì khi mà các chú chị mình mua nhà mua đất này kia là cái vấn đề để mà nó tăng giá thì về cái vấn đề con người là đầu tiên. Đó, con người thì nó chỉ có những khu công nghiệp thì nó mới tập trung được nhiều dân cư thôi. Mà nếu mà nhiều dân cư thì nó sẽ phát sinh thêm là gì, phải có chỗ ở đó, cái đó đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là nó phát sinh thêm những cái dịch vụ gọi là ăn uống vui chơi này kia để phục vụ cho những người dân đó. Thì khi mà nó phát triển như vậy thì cái gì nó cũng phải dính đất đai,
người ta muốn làm, người ta muốn kinh doanh, người ta muốn ở hoặc là muốn bất cứ một cái gì thì cũng phải nằm ở trên miếng đất đó, cho nên là cái giá trị đất nó sẽ tăng. Còn thêm một cái nữa là bây giờ những cái tuyến đường mà ở dưới miền Tây đó đúng chị, đang được nhà nước phát triển rất là nhiều, làm rất là nhiều những cái đường cao tốc ở dưới miền Tây đó, rất là nhiều luôn, và mở rộng đường xá này kia cũng nhiều. Thì khi mà mình lấy ở cái trung tâm á, thì ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh mình là cái trung tâm rồi đó, cái đó là cái nơi mà giải quyết việc làm, ăn chơi, nói chung là tất đặt mới về thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà người ta muốn cái người miền Tây á, thì miền Tây, thì khi mà người ta muốn di chuyển đi ra miền Trung, đi ra miền Bắc hoặc là đi lên Sài Gòn này kia đó, thì bắt buộc người ta phải đi qua Hàng Long An. Tại vì Hàng Long An là nó ôm trọn cái phía tây nam của thành phố Hồ Chí Minh, hầu như là nó ôm trọn luôn, giáp một vòng luôn rồi đó. Cho nên là khi mà làm một cái gì đó, đi đâu hoặc làm gì đó, nó cũng phải đi qua Hàng Long An đó. Cho nên là cái Long An của mình là nhờ là cái cửa ngõ của miền Tây. Thì ở phía Đức Hòa này cũng vậy. Đức Hòa thì nó có cái con đường tỉnh lộ 824, thì tất cả những cái người dân mà người ta làm việc ở Tây Ninh, ở Bình Dương, ở nhà Củ Chi hoặc là Đồng Nai thậm chí như vậy, nhưng mà ví dụ người ta ở bên cái mé mà An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang rồi này kia đó, khi người ta về người ta phải về ngay đây hết, đúng không? Thì đó là những cái câu chuyện là dân càng ngày càng đông và di chuyển càng ngày càng nhiều, thì đường xá nó bắt buộc nó phải mở rộng ra. Mà cái bất động sản thì để mà nó tăng giá thì cái đầu tiên là cái đường xá là nó phải rộng, đúng không ạ? Thứ hai là phải là đường xá nó rộng thì khu công nghiệp, xí nghiệp nó mới về được. Tại nó về là nó phải di chuyển, nó phải chở hàng hóa của nó, cho nên là nó dính nó nhiều cái lắm. Thì Đức Hòa của mình thì nhưng nó thật sự về cái tương lai là nó kinh khủng. Giống như bây giờ mình nói về Đồng Nai thì nó hơi xa so với Sài Gòn. Mình thôi Bình Dương đi. Bình Dương thì ở miền Nam mình Sài Gòn là đứng đầu về khu công nghiệp đó. Thứ hai thì bên má của Bình Dương hình như đứng thứ hai á, thứ hai hay là Đồng Nai thứ hai gì, nói chung là Bình Dương, Đồng Nai với lại Thành phố Hồ Chí Minh là ba cái nơi gọi là tập trung là nhiều khu công nghiệp nhất miền Nam của mình đó. Thì như Bình Dương thì bây giờ là cô chú anh chị mình biết không, nếu mà mình mua đất mà nó rơi vào tầm khoảng dưới 20 triệu một mét vuông thì ít nhất cô chú anh chị mình phải đi mà nếu mà tính từ Sài Gòn là nó mất khoảng từ 40-50 cây số trở lên, thậm chí là 60-70 cây thì nó mới có những cái nơi gọi là đất mà nó dưới 20 triệu mét. Nó còn như hiện tại đối với Đức Hòa, Long An mình á, thì nó cách Sài Gòn, nếu mình tính trung tâm đi thì cho nó dễ đi ha, trung tâm là quận nhất đi, xuống tới đây thì nó rơi vào tầm khoảng 35 cây số. Còn ví dụ mình so với Hóc Môn thì không so được, tại nó sát bên, nó cặp ranh rồi. Hóc Môn với Củ Chi thì nó chỉ cách cái con kênh thôi là nó qua tới rồi đó. Cho nên là cái sự phát triển á, là nó chỉ nằm ở tương lai xa gần thôi. Nếu còn như bây giờ cái giá đất mà khi mà cô chú chị mình qua bên thành phố Dĩ An hoặc là nói chung là những cái vị trí mà nó cặp Sài Gòn á, thì bây giờ nó cũng có thua Sài Gòn đâu cô chú chị. Nó cũng có 60-70 triệu mét. Còn những vô những cái trung tâm thì nó phải 100 hơn một mét vuông. Nó kiểu vậy. Còn những mà so với Đức Hòa, Long An mình thì nó còn rẻ chán. Còn nó quá rẻ, nó chỉ một bằng có 1/5 của người ta thôi. Nó còn rẻ chán luôn. Thì ở cái lý do là gì? Đường xá nó chưa có phát triển bằng Bình Dương thôi đó. Cho nên là nó chưa bằng thôi đó. Tại vì Bình Dương bây giờ, cô chú chị biết không, mình đi lên Bình Dương mà nhiều khi mà bữa đó Nhân chạy lên Nhân nghĩ mắc cười. Giống như đi ngoài những cái lộ lớn á, đường nào đường nấy to đùng vậy đó. Nó một bên vậy là 3 lần xe, hai bên là 6-7 lần xe kiểu vậy, mà nó cho chạy có 60 km/h, tức dễ sợ. Còn vô những cái đường nhánh nhỏ nó cho chạy 80-90, ác đời không? Đó, rất là khó chịu. Nhưng mà được cái là đường xá nó to, thậm chí nó kiếm một cái đường nhỏ nó cũng khó lắm chị. Nhưng nghĩ nhiều khi đó là giống như bữa hổm nhân qua đó, cái Nhân đi một xe 5-6 người vậy, nhưng nói một câu ai cũng cười. Đúng là bên Long An của mình, bên Đức Hòa, Long An của mình
mà để mà bằng thằng Bình Dương thì nó thật sự chắc là nó phải vài chục năm nữa nó mới bằng được. Nhưng nó ai cũng cười hết. Thì đó là cái lý do sao mà nó rẻ hơn bên kia nó quá nhiều là như vậy, mình so với mét vuông đất. Nhưng mà về tương lai thì hên xui thôi. Đó, về tương lai thì hên xui, thời gian thì trả lời. Còn ví dụ như mà để mà mình đầu tư đó, thì mình sẽ đầu tư những cái những cái nơi thì cái nó tầm giá bây giờ như vậy thôi. Chứ còn ví dụ bây giờ mình qua đó mình đầu tư mà 60 triệu, thậm chí là cái 100 triệu, 100 mấy chục triệu mét vuông, thì ví dụ 60-70 mà để cho nó lên 100 thì nhân nghĩ nó hơi khó. Rồi từ 100 mà để cho nó lên 100, 200, 300 thì nó lại càng khó hơn nữa, đúng không chị? Tại bây giờ nó vô gọi là vô khuôn khổ rồi, vô nề nếp rồi, nó đã phát triển rồi, nó đầy đủ rồi đó, cho nên mà để mà nó lên nữa thì cũng khó. Hàng tiếng của chúng chị 30 phút rồi, đúng không ạ? Nhân nghĩ cũng khó. Nó còn giống như những cái nơi như thế này thì nó còn quá tệ, nó quá tệ cho nên là nó phải phát triển. Mà nó phát triển thì đó, như nhân nói lúc nãy là bây giờ nó cái gì nó cũng phải liên quan tới nhà, liên quan tới đất, thì bắt buộc nhà đất là nó phải lên giá rồi, bắt buộc nó phải lên, đúng không ạ? Thì bây giờ ví dụ nhân nói với Bình Dương nó vậy rồi, thì chẳng hạn như bây giờ nhân nói là 5-7 năm nữa mà những cái đường xá ở dưới miền Tây nó mở rộng rồi, ở Đức Hòa, Long An mình nó mở rộng đường ra, và những cái công ty xí nghiệp họ đầu tư về đây, họ về đây nữa đó, thì mình phải đuổi theo kịp thằng Bình Dương thôi, đúng không ạ? Nó cũng quan trọng là thời gian, nhưng mà phải đuổi kịp. Thì khi mà đuổi kịp á mình đuổi kịp á thì mình quan trọng mình phải mua giờ, cái giá mới rẻ. Bây giờ nó 10 mấy triệu mét vuông rồi chúng chị, có 10 mấy triệu một mét vuông thôi, so với người ta nó còn quá rẻ quá chán luôn, đúng không ạ? Còn khi mà con chú giờ mình về Đức Hòa, mình về Long An, mình đầu tư giống như Phú Sinh, về các tỉnh Phú Sinh đó, để mình đầu tư á, thì nó như thế này nè. Thường là khách hàng là sẽ có hai cái sự lựa chọn, nhưng mà còn riêng nhân này, nhân lựa chọn là nhân chỉ bán cái dự án thôi. Bán dự án thì nó sướng, nó khỏi cần test quy hoạch, khỏi cần sợ quy hoạch đó, nó kiểu như vậy, rất là sướng, bán rất là an tâm, không sợ gì hết. Thì có những người ta cũng rất là thích đất ngoài đó, đất ngoài thì người ta sẽ mua được cái giá nó rẻ hơn so với khu dân cư. Thì mình nói thẳng là tiền nào của nấy, giống như giờ mình mua đất ngoài thì hạ tầng nó không có, đường xá nó không có, rồi dân ở nó cũng thưa thớt, nhưng mà về cái vấn đề quy hoạch là trước mắt thì nó có thể ok, nhưng mà sau này thì hên xui, đúng không ạ? Sau này thì hên xui nha, nó có thể mất á. Nói nhưng mà đầu tư ở ngoài thì giá nó rẻ. Ví dụ bây giờ mình cầm 1 tỷ, mình vô đây mình mua được nó chỉ có 50 mét vuông, nói như trong khi đó mình ra ngoài cầm 1 tỷ mình mua được 100 mét vuông, đúng không ạ? Thì khi mà mình là đầu tư, mình bán lại, chỉ cần cái thằng kia nó nhích lên 1 triệu một mét vuông thôi đó, thì mét vuông thì 100 mét vuông là mình lời được 100 triệu, nó kiểu như vậy. Còn ở trong đây mà nếu như mà nó nhích lên 1 triệu một mét vuông thì tính ra mình cũng bỏ ra 1 tỷ, nhưng mà lời được có 50 triệu, tại vì nó có 50 mét vuông, lời được 50 triệu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà về cái phần đó, rủi ro thì đúng, thật sự là như vậy. Ví dụ cái gì mà càng rủi ro thì cái lợi nhuận nó càng cao. Còn cái gì mà nó quá thực tế, nó quá thật sự hiện tại rồi, nó hiện ra hết rồi á, thì an toàn và an tâm, nhưng mà cái lợi nhuận nó sẽ không cao. Nhưng mà nhân nói như nó cũng hên xui, nó tùy theo chỗ thôi nha, tùy theo dự án thôi. Chứ còn ví dụ mà có thời điểm là khách hàng ra ngoài đầu tư đất ngoài cũng không bằng dự án, đúng không ạ? Còn mà mình nói về ở thì nó sẽ có hai hướng. Có những khách hàng người ta sẽ ra đất ngoài người ta ở để gì, để cầm 1 tỷ nó mua được 100 mét vuông, là người ta sẽ sử dụng được 100 mét vuông. Nhưng mà trong khi đó nếu mà người ta mua ở trong đây thì người ta chỉ sử dụng được có 50 mét vuông thôi, tức là nó bằng phần nửa thôi. Nhưng mà mình sẽ so sánh là khi mà mình mua ở ngoài như vậy đó, mình ở Sài Gòn quen, Đông Đúc quen rồi, thì mà ở ngoài kia là mình có chịu nổi hay không, đúng không ạ? Thứ nhất là nó buồn rồi nè,
chắc chắn là sẽ buồn rồi. Thứ hai nữa là cái cuộc sống sao không có bằng ở đây, ngoài đó kia thì nó bụi bặm đầu này kia, rồi xài nước thì bơm nước giếng, nó còn trong đây mình xài nước máy hết, thoải mái. Điện đường, đường xá thì đường nhựa, có cây xanh, có vỉa hè, có nước máy đó. Còn ngoài kia thì hầu như là nó chỉ là một con đường đá xanh, còn mình xây nhà lên là mình tự làm hết đó. Nước giếng này kia cũng phải tự khoan giếng để mà mình xài đó. Thì mình so sánh thì mình thấy cái nào nó lợi thế hơn thì mình ở thôi, đúng không? Nhưng mà còn ứng dụng riêng với nhân, cũng là một người dưới quê thôi, dưới quê lên thôi, nhưng mà sống ở Sài Gòn thì nói chung cũng mười mấy năm rồi. Khi mà nhân về đây thật sự nếu mà kêu nhân ra ngoài ở thì nhân không dám, ra ngoài không dám. Từ ngày xưa lúc mà xuống đây nó ghê lắm, rất là ghê, nhưng mà được cái đường xá rồi nó cũng ngon lành, nó ok chân rồi, nó cũng đỡ ngoài rất là nhiều đó. Nhưng còn tới thời điểm này thì khi mà cô chú chị mình về đây mình ở thì nó cũng khá là ok rồi, nó đâu còn gì đâu. Nó còn riêng thằng cái thằng khu sinh của mình á, thì cô chú chị mình nghiên cứu đó, đó nhưng nó thật sự mình nghiên cứu đi, bởi vì bây giờ là những cái dự án, mình nói về vấn đề dự án này thì bây giờ nếu mà xin dự án mới rất là khó, giờ rất là khó nha. Rồi nếu như mà xin dự án được thì nó sẽ liên quan tới cái pháp lý này kia. Những cái dự án sau này, thật sự mà nhân nói thật để lòng một câu á, về cái vấn đề pháp lý nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà nếu như mà một cái chủ đầu tư nào đó họ xin được cái dự án và họ làm được cái dự án thì bắt buộc họ bán cái giá nó phải cao, cao vì cái lý do là họ mua đất đã cao rồi, họ làm giấy tờ, họ tốn rất là nhiều tiền, rồi nhờ những cái sàn môi giới giao dịch này kia đó, nó cũng tốn chi phí hơn ngày xưa nữa, nói chung cái gì cũng tốn hơn nhiều. Đâm ra khi mà họ bán lại thì họ bán sẽ cái giá rất là cao. Riêng Đức Hòa này hiện tại nó có tầm khoảng 5-6 dự án đang triển khai và đang bán hàng. Thì nhân tìm hiểu rồi, không có dự án nào mà nó dưới 20 triệu mét vuông, không có dự án nào dưới 20 triệu hết, nó phải tầm 21-22, có những dự án nó 27-28 triệu mét vuông. Nhưng mà mình so với Phú Sinh thì thật sự là nó thua xa, tại vì nó một cái dự án mới. Thì ngày xưa thằng Phú Sinh nó mới làm nó cũng vậy, nó cũng thấy ghê lắm, nhưng bây giờ thì ngon lành, nó ổn định rồi đó. Thì một cái dự án thì mình phải kiểm tra đầy đủ nè. Thứ nhất là pháp lý nè, thứ hai là pháp nhân nè, bên công ty này kia nè có ok không nè, rồi đường xá nè, hạ tầng nè, đúng không ạ? Rồi mình khảo sát người dân cư này kia, mà dân cư thì mình không khảo sát được, tại vì nó dự án mới thì đâu có ai mà về đó ở liền đâu mà mình khảo sát được, cho nên cái gì nó cũng thua. Còn mình riêng với Phú Sinh mình á, thì ví dụ mấy bạn môi giới mà có nghe được thì cũng đừng có buồn, tại vì nó là sự thật. Riêng Phú Sinh mình á thì bây giờ sổ sách giấy tờ đã có rồi là ok rồi, đường xá thì quá tuyệt vời rồi, đó, lúc nào cũng có xe quét cát dọn sạch sẽ. Rồi thêm một cái nữa là dân cư, đó là một cái điều mà nó gọi là nó chuẩn nhất của một cái khu, là nó phải có người dân về ở đó, thì lúc đó là cái giá nó sẽ xuống, nhưng mà nó không xuống nhiều, đúng không? Tức là nó sẽ có gọi là có cái nhu cầu thật khi mà người ta ở trong đây, người ta mua trong đây, đúng không? Chứ nó không có ảo đó, kiểu như vậy. Thì về cái tương lai thì Phú Sinh mình nó sẽ nhiều cái nó còn kinh khủng, còn vượt bậc lắm luôn chú chị. Cho nên nếu như mà mình mua đầu tư trong đây thì nó ok, nhưng nó thật sự mình cứ nghiên cứu đi, cái đó là một cái lời chia sẻ. Bởi vì nhân là một thằng bán hàng này, nhân phải nói tốt cho cái chỗ cái khu mình, nhưng mà cái tốt đó là cái phần mà nhân chia sẻ thôi. Nếu còn cái thực tế thì bây giờ nó dễ quá, cô chú anh chị mình tự tìm hiểu thôi, dễ mà. Mình cứ xách xe chạy xuống mình coi này nó nói đúng hay không, nó đúng thì mình mua, không đúng thì thôi, đâu mất mát gì đâu đó. Thì ngày xưa còn lừa đảo lừa gạt chứ bây giờ đâu có ai dám lừa đảo lừa gạt nữa chú anh chị. Bây giờ buôn bán bằng cái tâm mà còn chết lên chết xuống chứ lừa đảo gì, đúng không? Khách hàng bây giờ là người ta là thượng đế rồi, là những nhà tiên tri hết rồi, người ta biết hết rồi. Nó mình so sánh thôi. Nó còn về vấn đề ở thì đúng, thật sự là giống như nhân nói lúc nãy, lúc mà nhân về để ở nó cũng vắng tanh nè, nó có ai ở đâu được, có mấy cái nhà cũng sợ, cũng chết luôn, chết không sợ đó. Thì những cái dự án mới nó cũng vậy đó, khi mà một cái dự án mà dân mà phải có về rồi á thì lúc đó là nó kéo dân theo nữa, chứ là có người ở thì tôi mới dám ở. Rồi gọi là hàng xóm nó tối lửa tắt đèn có nhau,
có bệnh hoạn này kia, tôi hú anh hỗ trợ tôi cũng được cái kiểu như vậy. Còn cái kia một cái dự án mới mà mình vô mình ở không có ai hết trơn, lỡ có gì hoặc là cốp muốn la lên đi chăng nữa, la đi chăng nữa là cũng không ai cứu, kiểu vậy đó. Thôi mình suy nghĩ thôi, muốn ở thì ví dụ giờ quá sướng là gì cũng có rồi đó. Còn đầu tư thì cái giá quan trọng nhất là đầu tư là phải cái giá, cái pháp lý thì ok, nhưng quan trọng là cái giá mà cô chú anh chị mình cũng cứ tham khảo. Nếu thật sự mình thấy ở đây ok, ở đây giá nó rẻ hơn, ok hơn, ngon hơn thì mình cứ lựa chọn thôi. Rồi, tôi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nãy giờ đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Thì cô chú anh chị mình cũng nhớ là nhấn cho em Nhân, ai chưa đăng ký thì mình nhấn nút đăng ký để cho Nhân có cái tinh thần rồi mốt làm nhiều cái video chia sẻ nó hay hơn nữa. Rồi hoặc là có những video sau đó, có những căn nhà, những lô đất nào đó mình thấy ưng ý, hợp lý, tài chính vừa mình thì cứ liên hệ với Nhân thôi. Thì Nhân sẽ tư vấn hết mình cho chú chị mình đó. Giờ cũng hơi đuối quá rồi, thì thôi Nhân xin tắt. Và bữa nào thì rảnh thì Nhân sẽ chia sẻ một số vấn đề nữa liên quan đến bữa nay thì đất rồi. Một mốt cái video sau Nhân chia sẻ về vấn đề nhà, về vấn đề là cuộc sống ở trong khu sinh như thế nào đó. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.